còn lại trụ chính và trụ tổng, Tô Đốn trụ nào trước đây? Như vậy là sau 36 ngày tấn công dồn dập, Tô Lâm đã đốn hạ được 2 trong 4 trụ, xem như tứ trụ bị gãy một nửa. Giờ đây còn lại 2 trụ, đó là Tổng Bí Thư và trụ Thủ tướng. Ông Tô Lâm sẽ đốn trụ nào trước đây là câu hỏi được đặt ra. Rõ ràng tham vọng của Tô Lâm là trở thành Tổng Bí Thư, nhưng vấn đề là việc đoạt ngôi trong lúc này có đúng thời điểm chín muồi hay không? Làm chính trị bằng binh quyền như Tô Lâm như chơi dao hai lưỡi vậy, nếu không thành công thì rất có thể chính Tô Lâm là kẻ sẽ bị đốn. Sau khi loại được Vương Đình Huệ thì Phạm Minh Chính trở thành đối thủ nặng ký nhất của Tô Lâm lúc này. Phạm Minh Chính cũng tham vọng trở thành Tổng Bí Thư bởi đây là vị trí nắm giữ quyền lực tối cao mới có thể thâu tóm hết thảy trong lòng bàn tay. Phạm Minh Chính được cho là kẻ chơi cờ người và né đòn rất giỏi. Khi Vương Đình Huệ bị dụng thì Phạm Minh Chính cũng bớt được một đối thủ. Tuy nhiên cũng vì Vương Đình Huệ dụng mà Tô Lâm lại nổi lên như thế lực mạnh nhất. Giờ đây đối đầu với Tô Lâm còn khó hơn đối đầu với Vương Đình Huệ. Có lẽ Phạm Minh Chính cũng hiểu điều này. Thủ tướng cũng là vị trí có thực quyền lớn chỉ sau Tổng Bí Thư. Nếu không tranh được chức Tổng Bí Thư thì Phạm Minh Chính có thể ngồi ghế Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa, cũng là giải pháp không tồi. Tuy nhiên, ngồi ghế Thủ tướng mà phải dưới tay Tô Lâm thì nhiều bất trắc hơn là dưới tay ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi dù sao, ông Trọng cũng tuân thủ quy trình, còn Tô Lâm thì bất chấp và chuyên đánh úp, rất nguy hiểm. Tin nội bộ gần đây cho biết Phạm Minh Chính đã bắt tay với Tô Lâm để hạ Vương Đình Huệ. Tuy nhiên không rõ việc hợp tác này là lâu dài và có thỏa thuận phân chia quyền lực hay chỉ là tạm thời để loại đối thủ trước mắt. Dù sao, liên kết với Tô Lâm lúc này cũng là lựa chọn khôn ngoan, tránh va chạm trực diện với Tô Lâm và chờ cơ hội khác đến với mình. Từng là đối thủ của nhau trong Bộ Công an và đang ngồi cùng nhau trong Bộ Chính trị, thì ắt hẳn Tô Lâm hiểu rất rõ Phạm Minh Chính. Theo đánh giá của người đưa tin, Phạm Minh Chính chơi cờ người rất giỏi và ông cũng rất giỏi né đòn trong các cuộc thư hùng trên vũ đài chính trị. Như vậy, việc Chính bắt tay với ông Tô Lâm được đánh giá là cách để né đòn. Trụ Phạm Minh Chính và trụ Nguyễn Phú Trọng đốn trụ nào trước chính là câu hỏi không hề dễ trả lời. Không những không dễ trả lời với giới quan sát mà cũng không dễ trả lời với ngay cả bản thân ông Tô Lâm. Bởi dù đã mất đi khá nhiều quyền lực do không còn sai khiến được Bộ Công an, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang còn chức Bí thư Quân ủy Trung ương, tức là ông đứng đầu Bộ Quốc phòng về mặt đảng. Đây là điều khiến Tô Lâm phải cân nhắc thật kỹ, bởi ông Tổng mà bắt tay với Phan Văn Giang thì có thể kẻ thất bại sẽ chính là Tô Lâm. Dù sức mạnh chính trị của Nguyễn Phú Trọng bị tổn hao nhiều, nhưng tấn công vào ông cũng là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Điểm khó cho Tô Lâm là liệu Phan Văn Giang có nhảy vào cuộc hay không. Nếu Phan Văn Giang sẵn lòng bảo vệ ông Trọng thì đây là chuyện bí mật trước khi Tô Lâm tung đòn vào ông Tổng. Muốn đánh được trụ Tổng, Tô Lâm phải điều tra được mối quan hệ giữa hai người này. Còn nếu nhắm mắt làm liều thì có thể rủi ro sẽ lên rất cao. Ngoài ra, dù cho thế lực đã bị sứt mẻ, nhưng ở vị trí Tổng Bí Thư, ông Trọng vẫn còn rất nhiều quyền lực trong đảng, nên lật ông không phải là dễ. Nhưng nếu không lật ông Trọng sớm, để đến cuối nhiệm kỳ, lúc đó ông Trọng giới thiệu người khác kế nhiệm, thì Tô Lâm sôi hỏng bỏng không. Xem ra, bước đi tiếp theo của Tô Lâm khó hơn rất nhiều so với lúc ông đánh Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Chúng ta hãy đợi xem Tô Lâm sẽ tấn công ai, tấn công Phạm Minh Chính để loại thêm một đối thủ nữa, hay tấn công Nguyễn Phú Trọng để đoạt luôn ngôi vương. Tô Lâm đang mạnh lên nhưng chưa chắc đã bất khả chiến bại. Ông còn phải trải qua rất nhiều cuộc chiến cam gò nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin còn lại trụ chính và trụ tổng, Tô Đốn trụ nào trước đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Bò rát vàng chứa thần dược gì? Vì sao sức mạnh Tô Đại trở nên đáng sợ? Khi hình ảnh ăn thịt bò rát vàng tại London của Tô Lâm bị tung lên mạng xã hội,
đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khắp nơi. Nhiều người đã có hỏi tiền từ đâu mà ông Tô Lâm có thể tiêu xài xa hoa đến như vậy. Hình ảnh này cũng gián tiếp tố cáo một bộ trưởng không sạch sẽ, vơ vét tiền của dân. Giữa lúc người dân cả nước đang gồng mình chống dịch, rất nhiều người đã phải chết. Cũng có luồng ý kiến bảo chữa rằng bữa ăn thịt bò rất vàng kia là do doanh nhân mời. Nhưng thử hỏi nếu ông Tô Lâm không dùng quyền lực để hỗ trợ doanh nghiệp, thì doanh nghiệp có bỏ tiền ra mời ông ăn thịt bò rát vàng hay không? Mà dù dùng quyền lực để trực tiếp vơ vét hay dùng quyền lực để giúp cho người khác vơ vét tiền, rồi lại quả cho mình thì về bản chất cũng giống như nhau. Tự bản thân quyền không sinh ra tiền tài, chỉ có dùng quyền lực để cưỡng bức khiến tiền từ túi người này chảy sang túi người khác mới đem lại tiền tài cho kẻ cầm quyền. Nếu ở một nước dân chủ thì thành phần như Bộ trưởng Tô Lâm đã bị lọc bỏ từ lâu rồi. Nếu câu chuyện như thế này mà xảy ra ở các nước dân chủ, thì ông Tô Lâm đã bị điều tra về nguồn gốc của nguồn tiền sử dụng cho bữa ăn này. Mà ngay tại Việt Nam, nếu chuyện này xảy ra với một người có thế lực yếu thì có thể bị kỷ luật về mặt đảng. Nhưng ông Tô Lâm vẫn bình an vô sự, điều này cho thấy Tô Lâm là bất khả xâm phạm. Hiện nay, sức mạnh chính trị của Tô Lâm có thể được xem là vô đối sau khi ông hạ được Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Cuộc đấu đá tranh giành quyền lực ở thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có hồi kết thúc, bởi mục tiêu của Tô Lâm là ghế Tổng Bí Thư. Dù Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ đã ngã ngựa, nhưng tham vọng của Tô Lâm vẫn chưa thành. Có thể nói, so với các đời Bộ trưởng Bộ Công an trước đây, có lẽ Tô Lâm là người táo bạo nhất, dám làm nhất và cũng là bất chấp nhất. Mà một khi đã dám làm đại náo Bộ Chính trị hạ xuống phân nửa tứ trụ, thì sức mạnh cả về binh quyền và thế lực chính trị của Tô Lâm phải tương xứng. Vậy câu hỏi đặt ra là sức mạnh của Tô Lâm có được từ đâu? Có người thì nói rằng có lẽ sức mạnh chính trị của Tô Lâm quá khủng khiếp là bởi trong bò rắt vàng có thần dược. Đây là câu nói mang tính mỉa mai, châm chọc. Mỉa mai mà chế độ suốt ngày tự xưng là của dân, do dân và vì dân, rồi là đầy tớ của nhân dân, vân vân. Nhưng giới lãnh đạo lại bê tha, bẩn thỉu và tham nhũng. Với thể chế vì dân, thì ông bộ trưởng ăn một bữa ăn xa hoa bằng cả 3 tháng lương của người lao động có thể tiếp tục ngồi đó hay không? Nếu chính quyền thực sự của dân, thì Tô Lâm đã phải từ chức từ rất lâu rồi, chứ không phải ung dung ngồi cao rồi bắt bớ dân bừa bãi. Thực ra, thần dược khiến cho sức mạnh của Tô Lâm trở nên vô đối chính là thể chế độc tài. Thứ nhất, vì độc tài nên người dân không thể tác động với những kẻ hại nước, hại dân. Thứ nhì, vì độc tài nên mới dùng bộ máy công an điều tra người khác và trừ mình ra. Nhờ đó, đối thủ thì gục ngã, nhưng bản thân thì lại lớn mạnh. Trong khi đó, bản thân ông cũng nhem nhúc như đối thủ, nhưng lại chẳng hề hấn gì. Sau tai tiếng ăn thịt bò rát vàng, sức mạnh chính trị của Tô Lâm không những không giảm mà còn mạnh hơn nữa. Hiện nay với tuổi già, sức yếu, bệnh tật đầy người, ông Trọng không thể nắm trọn quyền hành như trước kia. Điều đó có đồng nghĩa với việc ông Trọng đã không còn an toàn nữa, cho dù với ngay chính đệ tử thân của ông. Trước đây ông đã lập ra một bộ máy riêng để mà đốt lò và bảo vệ vị trí của ông, thì nay bộ máy đó đã không còn hiện hữu nữa. Nếu ở một nhà nước dân chủ, chỉ cần người lãnh đạo làm đúng luật là pháp luật, thì họ sẽ được bảo vệ ngay cả sau khi họ rời chức vụ, chứ không cần phải lập ra một bộ máy riêng để tự bảo vệ. Không biết ở tuổi bát thập gần hết đời người, ông Trọng có nhận ra điều đó hay không? Bản chất của chế độ này đã sinh ra một Tô Lâm thâu tóm binh quyền trong tay, thì chắc chắn sau khi Tô Lâm hết thời cũng sẽ sản sinh ra những Tô Lâm khác, và triều đình cũng lại tiếp tục đấu đá để mà triệt hạ lẫn nhau, để tranh giành quyền lực. Với một chế độ như vậy thì thứ luật duy nhất tồn tại đó là luật của kẻ mạnh. Như vậy đất nước này làm sao có thể yên ổn cho được? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Bò rắt vàng chứ thần dược gì? Vì sao sức mạnh Tô Đại trở nên đáng sợ? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất.
nhân nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de